Thưa quý vị khán giả, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Lời Bác Hồ dạy vẫn luôn hiện diện và soi sáng cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước ta. Với lực lượng công an nhân dân, việc thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc gắn với phong trào công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và các phong trào cuộc vận động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023, Điện ảnh Công an Nhân dân đã thực hiện bộ phim tài liệu Yêu nước là thi đua, qua đó khắc họa việc thực hiện các phong trào thi đua trong lực lượng công an qua các thời kỳ. Bộ phim là có nội dung là nói về các cái phong trào thi đua yêu nước hưởng ứng theo lời kêu gọi của Bác, từ gắn liền với tất cả các cái quá trình diễn biến lịch sử của đất nước. Trong bộ phim tài liệu này, chúng tôi cố gắng làm sao truyền tải bằng hình ảnh, thậm chí cũng sử dụng rất nhiều các cái thủ pháp liên quan đến như là đồ họa để làm sao nhằm để cho khán giả có thể thấy được tất cả những cái sự khó khăn vất vả và cái chiến công mà lực lượng công an thông qua cái việc hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã làm được trong cái giai đoạn 75 năm vừa qua. Và trong nội dung của bộ phim thì bản thân khi những cái cảnh quay mà cái thời kỳ hiện tại thì bản thân tôi cùng cả ekip làm phim thì cũng thường xuyên ngồi có sự trao đổi và bàn bạc với nhau để làm sao tìm ra cái cách thể hiện mà nó có hiệu quả nhất, có thể nói là khó khăn trong cái việc mà để truyền tải tất cả các cái thông tin mà mình muốn truyền đạt tới quý vị khán giả mà bằng hình ảnh. Thì đó chính là gì? Đó là từ tất kỳ các cái giai đoạn thời kỳ trước trong các cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì cái lượng hình ảnh là nó không có nhiều. Bản thân để mà muốn truyền tải thì thấy nhất là trong những cái cuộc kháng chiến đó thì thấy cái sự khốc liệt ấy. Thì bản thân chúng tôi bên ngoài cái kết hợp sử dụng tư liệu của các đồng nghiệp và có các nguồn khác nhau thì bản thân cũng có phải sử dụng thêm cả một số kỹ xảo để tái hiện lại để cho khán giả sau khi xem người ta có thể hình dung một cách rõ nét hơn và chân thực hơn.